Hello mọi người, hôm nay mình sẽ vô làm clip câu cá tiếp tục với vợ chồng anh Đông nha mọi người. Nay với bữa nay có thiềm đệ nè, đệ nó vô trước nó chờ mình nè mọi người. Đệ này câu cá giỏi lắm nha mọi người. Đó, hôm nay mình sẽ làm tiếp tục cái clip cá cóc mọi người ơi. Cái gì hả? Cá thác lát ở trong đó nó hết ăn rồi. Nên mình hãy tiếp tục vô làm bãi cá cóc nha mọi người. Ủa đệ con vậy hả, nãy được con cá trôi bự hả? Nay có con đệ này nó đi vô trước nó nha mọi người. Nay có mình tôi vô sau nè, con câu được mấy con rồi? Đó có hai con nãy à, tại nãy nó không có gửi hết Mới hai con hả? trơn. Rồi mình tiếp tục lại cùng vợ chồng anh Đông câu cá tiếp nha mọi người. Làm bãi câu mọi người thấy nó mát mà lý tưởng không, mát rượi nguyên ngày luôn mọi người ơi. Ai mà muốn trải nghiệm trong tràm chim thì mình nhớ sắp xếp thời gian đi cho có thời gian câu để trải nghiệm được lâu nha mọi người. Sáng giờ vợ chồng đông vô trước rồi, mình có công việc mình vô sau. Chào anh chị. Nãy được mấy con anh? Ồ được con cá trôi bự dữ hả? Ồ anh câu được con cá trôi bự lắm mọi người ơi. Vậy hả? Ồ đã dữ hả? Rồi dính luôn rồi mọi người. Mới vô anh dính cá luôn, anh lên đường cá cóc rồi mọi người. Tiếp tục mới con đầu tiên mình vô mình làm là con đầu tiên nha mọi người. Nhưng mà anh chỉ có câu trước rồi. Anh chỉ câu được con cá trôi bự lắm mọi người. Này, đó. Ồ cá mấy ký luôn. Cá to đùng luôn mọi người ơi. Ủa, nãy mình tiếc quá mình vô không kịp để mình quay con cá này nha mọi người. Vậy quay cái thành quả nha. Cái mình không quay không thấy lên nhưng mình thấy thành quả được rồi mọi người. Lăm phút rồi. Tao ơi, sướng tay tao. Nhỏ Đã chắc quá. nữ có chút béo à, Vậy đâu có hả? đâu dám mấy nữa đâu. Vụ hả? Vô thì có Ồ, thôi, vậy là bên bên kia cá nhiều à. Mọi người nhớ đón xem cây vừa qua anh chút nữa cây ảnh có lên được con nào to hơn cá này nữa không nha mọi người. Không, hy vọng là có con cá to. Hôm qua sao chị? qua giấc chiều đó, anh đi lên trên trên kia kêu ở dưới này không chịu đi lên kia câu không được có 600 gram. Vậy hả? Ừ Khác bãi ha. đặt bãi đó, Tại anh bãi muốn cũ rồi trên đó, tìm bãi mới để cho còn bãi em cũ làm trên YouTube đây cho nó kêu đẹp đẹp câu mới cũng mẻ câu đâu mà chị. kê kê chính đó. Rồi ảnh dính nữa nè mọi người. Tiếp tục con cá rô đồng. Con thứ hai mới vô chưa được hả 5 phút rồi là hai con nha mọi người. Này cá ăn à, giờ này cá ăn nè mọi người. Đó, tiếp tục con thứ hai. Quá vậy mình đông rồi, bãi này cá ăn nhiều rồi nè. Bãi này có hết thì kêu đi Vậy dời lại hả? nè, À đâu thì nó có cũng dời được kêu dời lại này đó. ở đây là nó chỉ có khu vực thôi nha mọi người, chẳng hạn như là bán kính nó khoảng chừng 200 m đổ lại cái mình dời tới dời lui á nó có cá, còn trịch ra là không có nha mọi người. Cá thác lát cũng vậy, nó cứ trịch qua bãi nó là không có cá. Mọi người câu cũng phải biết chỗ câu mới có nha mọi người. Nhiều khi hả vác cần câu vô đây mà không biết chỗ nào câu vì câu nó không có cá mọi người ơi, thì cũng phải nhờ anh em địa phương có anh em nào biết dẫn dắt mình đi bãi thì nó lại ok hơn. Rồi cảm ơn mọi người xem, mọi người xem tiếp tục cuối clip nha mọi người. Bữa hổm bên Bãi cái câu cá mới có nha bán mọi được người, 12 ký này khô. cùng vợ chồng anh Đông câu tiếp tục bãi câu cá cóc. Nãy giờ anh dính được số cá cũng ngon ngon nha mọi người. Mọi người nhớ đón xem giữa clip và cuối clip coi có lên được cá nào to bự không nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem. Mọi người ơi, tiếp tục anh Đông lên con cá nha mọi người. Dính một con cá. Công cần anh Đông cá bự Cái gì nằm ngang hay đó à, lên cá nha mọi người. Wow, buổi sáng có này biết ôi cá cá nằm ngang lắm không, cái gì trắng trắng hả? cốc hay gì đó, cái gì Ủa đó sao nó quay tròn 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 đẹp hả? nó dính mấy cái lưỡi kia nó móc vô cái đuôi á. À nó móc nhiều lưỡi nha mọi người. Có cá nữa Đây. trời trời Rồi trời nó trời quấn hai trời ba vòng luôn. quá Rồi nó móc xe móc móc vô lưỡi câu luôn nha mọi người. Gỡ ra xe hai ba vòng hả con? Lên. Cá cóc. cá cóc.
Tưởng đâu cá bự mọi người ơi, nó dính hai ba lưỡi, nó lạng, nó quay cái vòng quay vòng vòng vòng. Móc vô cái Một con cá cóc tiếp tục nha mọi người. Bên chị nãy giờ giật sảy không hả chị? Rỉa không, nó rỉa hết mồi của bả không à. Nay nay chị câu mồi thức ăn hay mồi dế? Chị có câu dế không? Câu mồi thức ăn hả? Mồi nha mọi người, này là mồi thức ăn không nha, không có thuốc men gì nha mọi người. Là thức ăn nhồi thôi nè. Đấy. Cũng như là mọi người khác thôi. Người nào cũng có thể làm mồi này được chứ không phải là câu mồi thuốc. Nhiều khi mọi người thấy dính cá nhiều, không có câu mồi thuốc gì không mà dính cá liên tục rồi. Không có mọi người ơi, đó là thức ăn không à. Để cũng do cái cách mình câu á. Đó, như anh Đông anh chuyên câu cá thì anh biết cái cách để câu mọi người, từ làm lưới câu cho tới cần, nó phối hợp cũng nhiều thứ. Còn như mình mua ngoài chợ gì mình câu nó không bằng rồi. Mà lưỡi phải lựa, lưỡi phải nó phù hợp, rồi phao câu nó phải đúng bài vậy, nó nên câu nó lên được cá nhiều hơn người khác chút xíu nha mọi người. Rồi mọi người đón xem cuối clip coi còn dính được cá gì bự hơn không nha mọi người. Cảm ơn mọi người xem hết. Chỗ nào? Sảy 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 sảy, cũng phải có sảy chứ anh. Giật giật mấy cái cũng phải sảy chứ. Cái nào cũng dính là dữ dằn hả? Cá cóc hả? Cá tươi hay cá gì? À chả. À, dính dính dính. Ôi cá gì chạy dữ hả? À cá cóc. Lên tiếp tục con cá cóc nha mọi người. Nó nói vô. Chị Hiền lên con cá cóc. Wow. Nó nói cho vô à. Mấy em vô làm YouTube ở trong dưới anh Đông nè. Em mở cửa vô à. Sợ nó không cho à. Trời. Không dính anh đâu. Không. Bởi vì thì đi ngang cũng sợ sợ nè, tại vì nó đổi ca liên tục á. Nó hỏi đi đâu, nói em vô em làm YouTube với vợ chồng anh Đông, nói vậy đó. Thì đó em cũng có nói vậy đó, nó cho vô à. Không có làm khó, sợ nó đuổi về thôi. Tại nó biết mình là không phải là dân trong này. Thường thường dân trong này đi ra nó biết mặt hết trơn rồi, thấy mình lạ lạ nên hỏi lại. Thì mình nói mình đi vô cùng câu cá với vợ chồng anh Đông là biết rồi. Là nó không đuổi. Tục ảnh lên con cá nữa nha mọi người. Hả? Cá gì thấy quật quật cần câu à? Cá gì? Bự hả? Bự không? Bự hay nằm ngang nữa không biết. Chừng cá bự không ơi? Nằm ngang nữa rồi đó. Dính nhiều lưỡi nằm ngang á hả? Ừ. Kìa kìa kìa, nó lạng kìa, nó xoáy kìa mọi người. Wow. À, nó dính nhiều lưỡi. Ôi, con cá dảnh. Wow, một con cá dảnh to, coi nó dính rồi mọi người ơi. Tại vì mình câu cái lưỡi chùm mà dục xuống tự dính á. Nên nó móc kỳ, nó móc móc ba lưỡi một lượt nha mọi móc người, nên cá nó lạng đã lắm. Móc gì dằn giọng quá. Giật nó quay tròn tròn luôn, nhìn nó đẹp. Ủa nó bự trắng phao đã luôn tạo. Cá thấy ham. Cá gì mới thấy ham nha mọi người. Lên tiếp tục con cá dảnh. Nó láng lình đã anh đâu. Láng lình. Láng lứt à, cầm nó láng lứt à mọi người. Vô nhìn rộng cá thấy đã, sáng sớm nó còn sống á mọi người đó. Nó còn sống, nó lạng nước nhìn thấy đã. Có con cá bự nó sao nó lật cái bụng lại không anh đâu, nó không lật lại bên kia hả? Mệt rồi, phận nó chật, cái rộng chật quá nó quay không được. Khoảng 2 ký mấy nha mọi người, 2 ký mấy gần 3 ký á. Cá này thịt ngon rồi đó, xương nó bự rồi, nó không có xương chữ y nhỏ. Tiếp tục xuống cần tiếp nha mọi người. Mọi người nhớ đón xem coi còn lên được con cá nào bự hơn con cá trong rộng không nha mọi người. Mọi người ơi, cá rô biển, rô biển, rô biển. Ồ, cá rô biển u nù mọi người ơi. Đó, mập u nù luôn. Nó bề ngang nó bự đã ghê luôn. Ồ, rô biển đã nè. Ừ. Tiếp tục quá trời rô biển. Ú thấy ghê luôn. Cá rô biển ngon hơn cá cóc nha mọi người, bán có giá hơn. Cá cóc nó rẻ hơn.
mới giờ dục xuống luôn. Rẻ tiền hơn cá rô biển. À, anh Quang cần máy qua múc múc bên cái mí sèn nó bảnh luôn mới có cá bự nha mọi người. Còn bên đây thì chỉ câu được cần tay thôi. Nên á, ai muốn câu cá rô biển bự bự thì nhớ đem cần máy nha mọi người. Vô đây câu đem cần tay là chỉ câu được bên đây thôi mọi người, không dục qua bển được đâu. Nên câu cá nhỏ nhỏ thì nằm bên đây. Ai muốn trải nghiệm câu có cảm giác giật cá to to thì nhớ đem cần máy mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip. Quá chị Hiền dính mọi người ơi. Chị Hiền là dính cá gì, cá cóc hả chị Hiền? Lên một con cá cóc, tiếp tục một con cá cóc nha mọi người. Đây. Cá cóc đây. Cá cóc. Này chị lên được con cá cóc nè mọi người. Wow, nãy chị Nhiều em chưa coi rộng gì nha. Thấy chị cầu được như đó nha mọi người. Cá rô biển với cá cóc. Vô. Mỗi người một cái rộng, hai người bỏ cát riêng nha mọi người. Bên kia nãy là của anh Đông á. Bên đây mới của chị. Bài câu của ngày hôm nay. Chích chứ còn gì. Bài câu của ngày hôm nay nha mọi người. Thì cũng chênh lệch với mấy cái bãi kia cũng 20-30 mét, 50 mét đổ lại thôi mọi người. Như này nó có từng khu vực á. Nếu mà nó ấy là nó sẽ không có ăn dính hơn đâu. Dính. Đồng dính tiếp cận luôn. Hả? Giật rớt cái cần luôn. Dính. Tiếp tục lên cá. Giật rớt cần luôn hả anh Đông? Cá cóc nó giật vậy đó. Cá cóc nó không có bự mà giật cỡ đó đó. Cá cóc nha mọi người. Ừ, cô biển. Ôi, cái cô biển. Cô biển mà giật vậy đó hả? Ôi, anh Đông đoán sai rồi. Thì là cá rô biển bự nha mọi người. Ôi, quá. Cá rô biển này to mọi người, dính không? Rồi thấy nó dùng dây giật luôn, không biết dính không. À, ở đây đây chị dính rô biển nữa mọi người ơi. Đây 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 đây, tiếp tục lên con nữa nè. Qua wow, con này cũng bằng con này luôn rồi nha. Rồi rồi cá cóc đó. Đưa ảnh lên con cá cóc đó mọi người. Ba con lên một lượt luôn nha mọi người. Đây, tiếp tục con cá cóc nữa nè. Đó, ba con một lượt lên lượt một mọi người ơi. Giật đã luôn, phê luôn, ba con giật phê tay luôn. Mọi người đón xem coi còn lên được có khi một thẻo lên hai con luôn nha mọi người, nhưng mà chưa thấy được cảnh này mọi người. Nếu mà lên được hai cái rô biển cỡ đó là nhìn đã mắt dữ lắm. Mọi người đón xem giữa clip và cuối clip sẽ có thể, cũng có thể là có nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã xem. Tiếp tục mọi người ơi, nông lên cá nữa mọi người. Đây. Cá bự không? Ồ. Cá rô biển hả? Biển. Rô biển nha mọi người. Rô biển. Cá rô biển. Tiếp tục lên con rô biển mọi người ơi. Biển Unu. À. Cá rô biển này người ta thích lắm nha mọi người. Nên hả, ảnh câu về ngày nào là người ta dặn không đủ để giao nha mọi người. Cá rô biển ăn nó ngon, chiên nó ngon. Rồi mọi người tiếp tục. Mà chưa đủ giao hả chị? Dính nữa hả? Đây đây đây, cầm cho. Dính con nữa mọi người ơi. Ê, chưa kịp gỡ con cá này là con kia nó lại dính nữa. Nó lên cá nặng hơn đâu. Đó. Ô nó chạy kìa. Rô biển nữa gì á anh ơi? Rô biển bự. À. Thêm con rô biển to. Đây. Hai con to, con bé, con này lên sao to hơn luôn nha mọi người. Đây. Con này là con hồi nãy. Hai con một lượt. Wow, thấy hèm quá mọi người. Cá rô biển nhiều quá. Rồi mọi người đón xem cái chút xíu nữa lên có con cá rô biển nào bằng bàn tay không? Đợt trước chỉ lên cá bằng tay nhiều lắm. Đợt này ít lên cá bằng tay nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem. Mọi người nhớ đón xem giữa clip và cuối clip nha mọi người. Coi có lên được cá nào hấp dẫn hơn không nha mọi người. Ôi, chị dính được con cá cóc bự. Wow. Lên con cá cóc này bự nha mọi người. Đây 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 đây. Wow, wow. Đây. Con cá cóc này to mọi người ơi, nó nặng lắm. Nặng trịch à. Đây, cá cóc cái mình nó tròn á mọi người, nó dài á nên hả. Nhìn nó nhỏ nhưng mà nó dài thon lọn à. Thấy nè chị.
Vô một con cá cóc bự. Gần nãy giờ mà. Giật lôi hả? Hở là lôi, nó lôi mạnh, giật. Lôi hải lôi văng tận luôn á. Giật nó đã tay lắm nha mọi người. Ồ cái là Cá cóc vậy này sao nè. sảy. Dính tuốt trong hả? Dính cái mỏ trên này sao sảy nổi. Dính ngay cái mõm trên, hết sảy mọi người. Cá ở đây còn bông súng thì ở đây nha mọi người. Cái bên này chỉ Con còn cá có hồn súng ăn luôn. chỉ có thiếu cục me với miếng nước với lửa nữa là làm được nồi canh nha mọi người. Nhưng bữa nào mấy anh em có cơ hội đi trải nghiệm luôn mọi người ơi, là sẵn câu ở đây bứt cái đây lên làm luôn, làm được cử cơm trưa khỏi về. Nước này cũng nước sạch chứ đâu có gì. Không, nước này ăn được kìa, Được phèn. này phải đi đem nước mình theo mới được. Rồi mọi người nhớ xem tiếp nha mọi người. Dính nữa mọi người ơi. Đó, anh đang lên con cá nữa nha mọi người. Wow, cá bự không đây, cá gì đây? Cua biển Wow, đó. cá gồm nữa hay gì mọi người? Kìa, lên 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 Cua tuốt biển ngoài nữa, kia kìa, cua biển nữa. đó. Tại nó cần cần máy á. Cần máy mình phải quay nhanh mà Đó. lẹ như vậy nó mới lên được con cá nha mọi người. Nếu mà mình dùng là nó dễ sảy lắm. Cua biển Nên không? quay lúc Cua biển này nào dây nó quay trứng thì thẳng mình chị. hết sức cái Mọi người bụng. coi nó dính meo nè. Chút xíu là đứt liền luôn á. Đó nên hả, bắt con cá lên được, lên bờ mới là dính nha mọi người. Nhiều khi lên chưa tới nó lại rớt cái bỉnh xong. Đó, cá rô đồng con y, cá rô biển con bự bự không Lấy cái cú bông à. lộn nó bắt đầu dính Quá ngon. sáng giờ Nãy giờ mình mình vô đứng là lên cá rô biển nhiều lắm mọi người bên ơi. kia nó dính mà nó không có sảy mà được À. đâu, nó ít nó chưa dính được quá nó Đó, nhỏ cá rô quá. biển nó lật cái bờ lưng lên đó mọi người, không có thấy thấy nó xạo nước, nó dưới nó nhiều lắm mọi người. Dướng rồi dây Rồi. câu rồi bà đá cây câu cho mà dướng con dây kìa. Tiếp tục xuống cần tiếp nha mọi người. Được rồi. Trời Vẫn như Phật cũ vẫn quấn vô là lum vô cây câu hết trơn dây ba luôn. cần máy Đẩy ra ngoài không đẩy mà cứ gịch là gịch mấy cần hoài tay bố. nha mọi người. Ra rồi, hết dính rồi đó mọi người. À của chị hết mồi luôn mọi người ơi. Cần kia ổng lên hụt rồi, cần này nó giật cần này ổng lên tiếp, cần này lại cần này dính rồi, cần này không hụt nữa nha mọi người. Cái hụt cái dính chứ. Cua Lên cá biển. rô biển nữa mọi người ơi, cá rô biển nè. Lô tiếp tục con cá rô biển u nu luôn mọi người, đã ghê luôn. Nó bự mà nó hả, Ủa bề, bề ngang nó bự cục ngút, đã ghê luôn, tròn vo. Đó. Cá rô biển mà chiên xù này không còn gì bằng mọi người, mình ở đây, ngon lắm. xứ mình đây mình kêu con cua biển, cạnh bên thằng Vĩnh Hưng chứ Tân Hưng, nó kêu con cái gọi gì biết không, gu Gu thia hả? thia. Mà cá gu thia đây mọi người, nhắm mình coi nè. Wow, cá gu biển quá chừng luôn, cá trôi được hai con mọi người ơi, con bự con nhỏ. Cá cóc này phần bên anh Đông không nha mọi người, còn bên chị riêng nha mọi người, hai người hai rộng lắm. Rồi mọi người đón xem tiếp tục, tiếp tục coi còn lên con cá bự nào không nha mọi người. Cá bự nhiều lắm á, nhưng mà chỉ nói là không ăn thôi. Chỉ cá nằm bên kia nhiều lắm mọi người. Cảm ơn mọi người xem. Anh Đông dính nữa mọi người ơi. Rộ sấy luôn rồi. Để luôn hả anh Đông? Trời ơi, kỳ vậy trời. Sức rồi, sức mép rồi. Mét luôn rồi. Sức rồi mọi người ơi, không dính nha mọi người. Dính tiếp nữa mọi người ơi. Lên, tiếp tục một con cá nữa. Sao Anh Đông rồi sấy lên hay gì con cũng cá nữa gu vậy? mọi người. Hả? Dính sao rồi sấy hay gì cũng gu rồi. Hết Hai chạy chữ hả? rồi sấy luôn rồi. Rồi sảy mọi người ơi. Trời ơi. Sảy rồi, không lên được nha mọi người. Giật hụt. Ủa giật dính mà nó đứt. Sức Hoặc là nó mèo sảy. dính Rồi dính rồi. À, dính cá cóc nha mọi người. Để lôi ở này mà không hay lỡ lôi ra ngoài luôn á. Ừ,
rồi văng chị xuống cây dính con sâu ca xuống cóc. sông luôn đó, thấy không? Giờ cũng trưa rồi, mình xin kết thúc clip để mình về, mình đi về Bến Tre mình rước mẹ mình nha mọi người. Đấy, kết quả của chị đây. Hết biết Chị được rồi. bao nhiêu cá đó nha mọi người. Quả này có rộng của chị nha. Rồi anh chị về sau cho mình trên kết thúc clip mình về trước mọi người ơi. Anh chị còn câu tới xế chiều lắm. Đây, Bà mẹ nó mới của anh nè. dở ra đây. Quái, mình là không nổi vậy. Nặng chứ hả? Ồ, cá đã. Được rồi, được rồi, được rồi. Đó. Nói Này gì đó, cái thành bà mẹ quả của anh tôi Đông nha là mọi nó người. thủng. Quả trời cá luôn. Rồi anh chị ở lại về sau, mình kết thúc clip mình về trước nha mọi người. Để mình có công việc Ôi trời phải ơi, nhớ về trước, rồi anh chị về sau. Rồi chúc anh chị câu giờ tới chiều dính được nhiều con cá to nha. Rồi xin chào mọi người, chúc mọi người một ngày mới an lành và hạnh phúc. Rồi em về nha chị. Chào chị. Chào mọi người. chào mọi người. Chào Chào mọi mọi người, người, hẹn mọi người lại clip sau nha mọi người. hẹn mọi người clip sau. Cảm ơn mọi người.